Xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy và các em sẽ cùng nhau ôn tập các kiến thức đã học trong chương 2 đại số 9 nhằm bổ sung những kiến thức chúng ta đã học ở trong học kỳ 1 chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Rồi, nội dung ôn tập chúng ta hôm nay xoay quanh cái chương 2, đó là hàm số bậc nhất. Thì chúng ta đã học rồi, hàm số bậc nhất có dạng x bằng ax cộng b với a khác 0. Và chúng ta đã đưa đến những cái tên gọi quen thuộc, đó là a là hệ số gốc của đường thẳng và b người ta gọi là đồng độ gốc. Thì hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b với a khác 0 xác định với mọi x thuộc R và nó đồng biến trên R khi a lớn hơn 0 và nó nghịch biến trên R khi a nhỏ hơn 0. Về đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b với a khác 0 thì nó là một đường thẳng. Thì đường thẳng thì có đặc điểm gì? Nó sẽ song song với đường thẳng y bằng ax và cách trục trung tại điểm có trung độ bằng b nếu b khác 0. Và nó sẽ trùng với đường thẳng y bằng ax nếu như b bằng 0. Ngoài ra, đường thẳng y bằng ax cộng b nó còn tạo với trục vành một góc và ta gọi đó là góc tạo bởi đường thẳng y bằng ax cộng b với trục vành nội x. Thì góc đó là góc xat, trong đó a là giao điểm của đường thẳng y bằng ax cộng b với trục vành và t là một điểm nằm trên đường thẳng. Và T đó có đặc điểm là phải có trung độ dương. Rồi, ngoài ra, khi hệ số A bằng nhau, thì góc tạo bởi các đường thẳng Y bằng AX cộng B với trục vành OX sẽ là những góc bằng nhau, vì khi đó chúng song song với nhau, như chúng ta đã học. Rồi, thì chúng ta đưa đến một cái nhận xét quan trọng là khi A nhỏ hơn 0 thì các góc đều là góc tù. Và a càng lớn thì góc càng lớn. Rồi còn khi a lớn hơn 0 thì các góc đều là góc nhọn và a càng lớn và góc cũng càng lớn. Rồi thêm vào đó là chúng ta xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. Đường thẳng D xác định bởi công thức y bằng ax cộng b và đường thẳng D phải xác định bởi công thức y bằng a phải x cộng b phải. Thì hai đường thẳng này nó sẽ song với nhau nếu như hệ số A bằng nhau và hệ số B thì khác nhau. Hai đường thẳng này nó sẽ trùng nhau nếu như hệ số A bằng nhau và hệ số B cũng bằng nhau luôn. Rồi, trường hợp thứ ba là hai đường thẳng này nó sẽ cắt nhau nếu như hệ số A khác nhau. Nhưng trong trường hợp đặc biệt, nếu hệ số A khác nhau nhưng mà hệ số B bằng nhau, thì hai đường thẳng này nó sẽ cắt nhau tại một điểm nằm trên trục trung. Đây, đó là toàn bộ kiến thức chúng ta học về hàm số bậc nhất trong chương 2 đại số 9. Thì hôm nay chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức này vào việc giải một số bài tập ôn. Rồi, chúng ta vào bài tập thứ nhất. Cho đường thẳng D là đồ thị của hàm số y bằng 2x cộng 5. Câu A, vẽ D và cho biết hàm số trên đồng biến hay nghịch biến trên R. Câu B, điểm nào sau đây thuộc đường thẳng D? Điểm M có tọa độ 1/2, 6. Điểm N có tọa độ -2, 3. Vì sao? Câu C, gọi AB lần lượt là giao điểm của đường thẳng D với hai trục của OX, OY. Tìm tọa độ của điểm A, điểm B, độ dài đoạn thẳng AB và diện tích của tam giác AOB. Cho biết đơn vị trên hai trục tính bằng cm. Và sau đó chúng ta tính số đo của góc tạo bởi đường thẳng D và trục vành OX và số đo của góc lập tròn đỉnh độ. Câu D, viết phương trình đường thẳng D phải song song với đường thẳng D và cách trục vành tại điểm có vành độ là 1. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành giải. Câu thứ nhất, vẽ đường thẳng D và cho biết hàm số trên đồng biến hay nghịch biến trên R. Thì như chúng ta đã học, hàm số y bằng ax cộng b với a khác 0
thì có tập xác định của nó là x thuộc R. Và chúng ta đã biết đồ thị có hàm số y bằng 2x cộng 5 nó là một đường thẳng. Mà như chúng ta đã học ở lớp 6, muốn vẽ đường thẳng thì chúng ta phải xác định hai điểm thuộc đường thẳng. Đây, bằng cách là chúng ta sẽ lập bảng giá trị. Đây, với x bằng 0, với x bằng 0 thì giá trị y tương ứng là 5. Với x bằng âm 2 thì giá trị y tương ứng là 1. Vậy là chúng ta đã xác định được hai điểm thuộc đồ thị. Điểm thứ nhất có tọa độ là trừ 2, 1. Và điểm thứ hai có tọa độ là 0, 5. Và chúng ta tiến hành vẽ hai điểm đó lên mặt phẳng tọa độ OSE. Là chúng ta có điểm thứ nhất có tọa độ là trừ 2, 1. Và điểm thứ hai có tọa độ là 0, 5. Và chúng ta tiến hành vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó. Và chúng ta có đồ thị của hàm số y bằng 2x cộng 5. Rồi, chúng ta qua phần thứ hai của câu A. Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến trên R. Rồi, thì theo kiến thức chúng ta đã học, hàm số bậc nhất y bằng x cộng b xác định với mọi x thuộc R. Và nó sẽ đồng biến trên R khi A dương và nghịch biến trên R khi A âm. Vì để biết một hàm số bậc nhất đồng biến hay nghịch biến, chúng ta chỉ cần căn cứ vào hệ số A. Thì ở đây chúng ta có hệ số A là 2 lớn hơn 0. Do đó, cái hàm số y bằng 2x cộng 5 này nó sẽ đồng biến trên R. Đây, đó là nội dung câu A. Chúng ta ôn về cách vẽ đồ thị của hàm số và xác định hàm số bậc nhất đó đồng biến hay nghịch biến trên R. Bây giờ chúng ta qua câu B. Đây, câu B chúng ta có nội dung như sau. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng D? Điểm M có tọa độ 1 phần 2, 6. Điểm N có tọa độ trừ 2, 3. Vì sao? Thì như kiến thức chúng ta đã học về đồ thị, một điểm M có vành độ là XM và trung độ là IM thuộc đường thẳng D xác định bởi công thức y bằng ax cộng b khi và chỉ khi trung độ của điểm M và vành độ của M thỏa mãn cái hệ thức IM bằng AXM cộng B. Là bây giờ chúng ta áp dụng vào điểm M. Thì muốn như vậy thì chúng ta giả sử như điểm M thuộc đường thẳng D. Giả sử điểm M tọa độ 1 phần 2, 6 thuộc đường thẳng D xác định bởi cái hàm số y bằng 2x cộng 5, nên ta có IM bằng 2xm cộng 5 và thế tọa độ của điểm M và chúng ta có 6 bằng 2 nhân 1 phần 2 cộng 5 và dẫn đến đẳng thức này là đẳng thức đúng. Thì nếu như đẳng thức này là đúng thì chứng tỏ là điều giả sử chúng ta đúng và chúng ta kết luận. Vậy điểm M tọa độ 1 phần 2, 6 thuộc đường thẳng D y bằng 2x cộng 5. Rồi, bây giờ chúng ta qua điểm N. Thì chúng ta cũng giả sử điểm N có tọa độ trừ 2, 3 thuộc đường thẳng D y bằng 2x cộng 5, nên ta có đây IN sẽ bằng 2xN cộng cộng 5 và chúng ta thế tọa độ điểm N và dẫn đến là cái đẳng thức này sai. Đúng nè, mà nếu đẳng thức dẫn này sai thì chứng tỏ là điều giả sử chúng ta không đúng, do đó chúng ta kết luận. Vậy điểm N tọa độ trừ 2, 3 không được đường thẳng D y bằng 2x cộng 5. Đây, đó là nội dung của câu B. Bây giờ chúng ta qua câu C. Gọi AB lần lượt là giao điểm của đường thẳng D với hai trục OXOY. Tìm tọa độ của điểm A, điểm B, độ dài đoạn thẳng AB, diện tích tam giác AOB, đơn vị trên hai trục, chúng ta tính bằng cm. Và sau đó chúng ta tính số đo của góc tạo bởi đường thẳng D với trục hoành OX và số đo của góc làm tròn đến độ. Rồi, giờ quay lại hình vẽ chúng ta thấy đường thẳng D cắt trục hoành tại điểm A và các trục trung tại điểm B. Là bây giờ chúng ta sẽ xác định tọa độ của điểm A và điểm B như thế nào. Rồi, thì như chúng ta đã học thì giao điểm của đường thẳng y bằng ax cộng b với hai trục tọa độ. Thứ nhất, giao điểm với trục vành OX thì điểm đó sẽ có vành độ là trừ b trên a và trung độ là 0.
và chúng ta đã ghi nhớ một điểm nằm trên trục vành thì trung độ bao giờ cũng bằng 0. Đúng không nào? Đây, thứ hai là giao điểm với trục trung. À, thì chúng ta có tọa độ của điểm đó là x bằng 0 và y bằng b. Và chúng ta luôn ghi nhớ một điểm nằm trên trục trung luôn có vành độ bằng 0. Rồi, thì căn cứ vào điều này chúng ta dễ dàng tìm được tọa độ của điểm A và điểm B theo như công thức. À, điểm A sẽ có vành độ là trừ b trên a, trung độ là 0. Điểm B sẽ có trung độ có vành độ là 0 và trung độ là b. Bây giờ chúng ta chỉ cần xác định hai hệ số a và b của cái hàm số này. Thì ở đây chúng ta xác định được là hệ số a của mình sẽ là 2 và hệ số b của mình là 5. Thì là lắp vào công thức, chúng ta xác định được tọa độ của điểm A và điểm B. Vậy điểm A và điểm B sẽ có tọa độ là trừ 2,5, 0. Và điểm B có tọa độ là 0, 5. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần thứ hai là tìm độ dài của đoạn thẳng AB. À, thì độ dài của đoạn thẳng AB, chúng ta thấy, chúng ta sẽ quay về hình học. À, chúng ta sẽ đưa vào tam giác AOB vuông đại O. Thì muốn tính độ dài AB, chúng ta chỉ cần áp dụng định lý Pythagore. Thì muốn áp dụng định lý Pythagore để tính được độ dài của đoạn thẳng AB này, chúng ta phải tìm cho ra độ dài của hai cạnh OA và OB. Rồi, bây giờ căn cứ trên đồ thị, chúng ta thấy độ dài của đoạn thẳng OA chính là giá trị tuyệt đối của vành độ điểm A. À, và từ đó chúng ta tính độ dài OA là 2,5. Tương tự như vậy, độ dài của đoạn thẳng OB chính là giá trị tuyệt đối của IB và chúng ta tính được là 5. Rồi, sau khi có độ dài của đoạn OA OB thì việc rất là dễ dàng, chúng ta đưa vào tam giác OBA vuông tại O, áp dụng định lý Pythagore, chúng ta tính được OAB của mình như sau. AB sẽ bằng căn bậc 2 của tổng OB bên và OA bên, lắp số vào chúng ta sẽ tính được là 5 căn 5 trên 2. Vậy độ dài của đoạn AB là 5 căn 5 trên 2 cm. Rồi, bây giờ chúng ta qua việc thứ hai là tính diện tích của tam giác AOB. Thì tam giác AOB là tam giác vuông, do đó việc tính diện tích của nó chỉ cần áp dụng công thức là bằng nửa tích của hai cạnh góc vuông. Đây, chúng ta lắp số liệu vào, đó là nửa tích của hai cạnh OA và OB, và chúng ta tính được diện tích của nó là 6,25 cm². Đây, bây giờ chúng ta đến việc là tính số đo của góc đo bởi đường thẳng D và trục hình OX. Thì ở đây chúng ta thấy hệ số A của mình là bằng 2, đó là số dương, do đó góc tạo bởi đường thẳng y bằng 2x cộng 5 và trục hình OX nó sẽ là góc nhọn. À, là cái góc nhọn BAO này. À, thì để tính góc nhọn BAO này, chúng ta lại quay về chương 1 của hình học chính bằng cách là áp dụng tỷ số lượng giác. Thì ở đây chúng ta tính cái góc BAO này thì chúng ta có cái cạnh đối của nó là OB và cạnh kề của nó là OA. Do đó nó sẽ liên quan tới tỷ số là căn. Đây, và chúng ta tính được căn của góc BAO bằng OB chia OA và lắp số liệu vào, chúng ta tính được góc BAO gần bằng 64 độ. Đây, đó là nội dung của câu C. Rồi bây giờ chúng ta qua câu D. Viết phương trình đường thẳng D' song song với đường thẳng D và các trục hoành tại điểm có hoành độ là 1. À, thì câu quen thuộc để giải cái câu D là phương trình đường thẳng D' có dạng tổng quát là y bằng ax cộng b. Bây giờ xác định vào hai cái giả thiết, dựa vào hai cái giả thiết người ta cho là đường thẳng D' song song với đường thẳng D và các trục vành tại điểm có vành độ bằng 1, chúng ta sẽ tìm ra được các hệ số a và b. Đây, bây giờ căn cứ theo kiến thức đã học thì đường thẳng D' song song với đường thẳng D khi và khi hệ số A của chúng bằng nhau và hệ số B của chúng khác nhau. Do đó chúng ta áp dụng điều đã học này vào câu D như sau.
À, đường thẳng D phẩy y bằng là x cộng b song song với đường thẳng D y bằng 2x cộng 5 thì theo bài học chúng ta sẽ có được là a bằng 2 còn b thì khác 5. Do đó chúng ta xác định được đường thẳng D phẩy khi biết được hệ số a là y bằng 2x cộng b với b khác 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm cái hệ số b là bao nhiêu. Thì muốn tìm hệ số b chúng ta phải biết được x và y. Rồi chưa? Thì x và y chúng ta sẽ nằm trong cái giả thuyết thứ hai là các trục vành tại điểm có vành độ là một. Bây giờ chúng ta sẽ khai thác cái giả thuyết đó. Thì khi đường thẳng D phải cắt trục vành tại một điểm có vành độ là một, à nó cắt trục vành thì lúc đó như chúng ta đã học nó sẽ nằm trên trục vành. Mà nó nằm trên trục vành thì luôn luôn có trung độ là bao nhiêu? À, có trung độ là bằng 0. À, còn vành độ thì chúng ta có sẵn, do đó chúng ta xác định được tọa độ giao điểm của đường thẳng D phẩy với trục vành OX như sau. À, điểm đó có tọa độ là 1, 0. Và điểm này nó sẽ nằm trên đường thẳng D phẩy. Mà nếu nằm trên đường thẳng D phẩy thì chúng ta có quyền thế tọa độ của nó vào đường thẳng D phẩy. À, vậy chúng ta có điểm có tọa độ 1, 0 thuộc đường thẳng D phẩy y bằng 2x cộng b. Từ đó chúng ta thế vào, thế tọa độ của điểm giao điểm này vào đường thẳng D phẩy, chúng ta có 0 bằng 2 nhân 1 cộng b, và chúng ta dễ dàng tìm được hệ số b là bằng chừng 2. Thì ở đây chúng ta có điều kiện là hệ số b phải khác nhau, và chúng ta tìm ra được là b bằng chừng 2 thì là chúng ta nhận. À, vậy chúng ta đã xác định được đường thẳng D phẩy là y bằng 2x trừ 2. Đây, đó là nội dung của bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 2. Cho hàm số y bằng 4 trừ x có đồ thị là đường thẳng D1 và hàm số y bằng 1 phần 2x cộng 1 có đồ thị là đường thẳng D2. Câu A. Vẽ D1 và D2 trên cùng một hệ trục tọa độ. Câu B. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng D1 và D2 bằng phép toán. Câu C. Tìm hàm số y bằng m trừ 1x cộng 3 phần 4 có đồ thị là đường thẳng D3. À, cho hàm số y bằng m trừ 1x cộng 3 phần 4 có đồ thị đường thẳng D3. Tìm m để ba đường thẳng D1, D2 và D3 đồng quy. Đây, đó là nội dung của bài tập ôn số 2. Bây giờ chúng ta tiến hành giải. Đây, vẽ đồ thị của đường thẳng D1 và đường thẳng D2 trên cùng một hệ trục tọa độ. Thì việc này quá dễ dàng chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tập xác định và tập xác định chung của hai cái hàm số này là x thuộc R. Rồi, bây giờ để vẽ hai đường thẳng này, chúng ta sẽ lập hai bảng giá trị. Rồi, bảng giá trị thứ nhất, với x bằng 0 thì y tương ứng là 4, với x bằng 2 thì y tương ứng là 2. Vậy chúng ta có hai điểm thuộc đồ thị là 0, 4 và 2, 2. Rồi, chúng ta lập bảng giá trị của hàm số thứ hai. Với x bằng 0 thì chúng ta có y bằng 1. Với x bằng 2 thì chúng ta có y bằng 2. Vậy chúng ta xác định được hai điểm thuộc đồ thị là có tọa độ là 0, 1 và 2, 2. Chúng ta tiến hành vẽ đồ thị. Đây, đồ thị có hàm số y bằng 4 chữ x. Đây, đường thẳng màu nâu. Đây, đồ thị có hàm số y bằng 1 phần 2x cộng 1 là màu xanh. Và trên đồ thị này chúng ta thấy hai đường thẳng này gặp nhau tại một điểm có tọa độ là 2, 2. Và chúng ta sẽ làm cái điều để chúng ta xét coi cái câu B chúng ta giải đúng hay sai. Đây, chúng ta tiến hành giải câu B. Nào, để tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng D1 và D2 bằng phép toán thì chúng ta rất là dễ dàng. Chúng ta tiến hành lập cái phương trình vành độ giao điểm của D1 và D2. À, cũng như đó là 4 trừ x bằng 1 phần 2x cộng 1. Và tiến hành giải phương trình này, chúng ta tìm được x bằng 2 và chính là vành độ của giao điểm. Thì để tìm trung độ của giao điểm thì chúng ta có quyền thế vào một trong hai đường thẳng này.
Thì ở đây chúng ta thấy đường thẳng D1 dễ dàng kính hơn. Vậy đó chúng ta thay x bằng 2 vào đường thẳng D1 y bằng 4 chữ x. Vậy từ đó chúng ta có trung độ của giao điểm là 2. Vậy dễ dàng chúng ta kết luận. Vậy tọa độ giao điểm của hai đường thẳng D1 và D2 là 2, 2. Rồi, tiến hành giải câu C. Này, cho hàm số y bằng m trừ 1x cộng 3/4 có đồ thị là đường thẳng D3. Tìm m để ba đường thẳng D1, D2 và D3 đồng quy. Rồi, căn cứ trên câu B thì chúng ta đã có tọa độ của giao điểm của hai đường thẳng D1 và D2. Chúng ta chọn gọi giao điểm đó là điểm A, thì điểm A đó có tọa độ là 2, 2. Thì quay về kiến thức đồng quy, D1, D2 đồng quy, hay như chúng ta đã học đời, ba đường thẳng đồng quy là ba đường thẳng cùng cắt nhau tại một điểm. Bây giờ nếu như chúng ta đã có D1 và D2 cắt nhau tại điểm A rồi, thì bây giờ để D1, D2, D3 đồng quy, thì bắt buộc điểm A này cũng phải thuộc đường thẳng D3 luôn. Và đây là cái cớ để chúng ta tìm được M. Đây, bây giờ do điểm A thuộc đường thẳng D3, do đó chúng ta có thể thấy tọa độ của điểm A vào đường thẳng D3. Vậy chúng ta có 2 bằng M trừ 1 nhân 2 cộng với 3/4. Và chúng ta tiến hành dễ dàng tìm được M là 13/8. Vậy M bằng 13/8 thì ba đường thẳng D1, D2 và D3 sẽ đồng quy với nhau. Đó là nội dung của bài tập ôn số 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập ôn thứ 3 liên quan đến bài toán thực tế. Bài số 3 có nội dung như sau. Bạn Việt đi xe buýt đến cửa hàng để mua X quyển tập. Giá mỗi quyển tập là A đồng. Gọi B đồng là chi phí đi xe buýt cả đi lẫn về. Hàm số bậc nhất Y biểu diễn tổng số tiền của bạn Việt phải tốn, đơn vị tính bằng hạt đồng khi đi mua X quyển tập của cửa hàng đó được cho bởi đồ thị sau. Rồi, đây là cái đồ thị biểu diễn số tiền bạn đi mua X quyển tập. Rồi, câu A. Hãy dựa vào đồ thị xác định các hệ số AB và hàm số Y. Câu B. Nếu tổng số tiền bạn Việt phải tốn là 84.000 đồng, thì bạn Việt mua được bao nhiêu cuốn tập? Chúng ta tiến hành giải. Này, câu A, hãy dựa vào đồ thị xác định hệ số AB và hàm số Y. Thì như đã biết, chúng ta biết là cái hàm số Y này người ta cho là hàm số bậc nhất. Đây, hàm số bậc nhất Y biểu diễn tổng số tiền của bạn Việt phải tốn khi mua X quyển tập. Được chưa? Do nó làm số bậc nhất. Vậy chúng ta sẽ có, nó có dạng là y bằng ax cộng b. Này, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào đồ thị này. Chúng ta sẽ xác định được là hệ số ab là bao nhiêu. Đây, thì dựa vào đồ thị chúng ta có là, chúng ta có hai điểm. Điểm thứ nhất có tọa độ là 0,12 và điểm thứ hai có tọa độ là 6,36 thuộc cái đồ thị của cái hàm số y bằng ax cộng b. Rồi, bây giờ chúng ta đã tìm được hai điểm thuộc đồ thị, thì theo kiến thức đại học, hai điểm thuộc đồ thị rồi thì chúng ta sẽ thế tọa độ của hai điểm đó vào cái đường thẳng y bằng ax cộng b. Chúng ta có được hai cái hệ thức thứ nhất là 12 bằng a nhân 0 cộng b, và hệ thức thứ hai là 36 bằng a nhân 6 cộng b. Và chúng ta dễ dàng tìm ra được là b bằng 12. Khi có b 12 rồi, chúng ta thế vào cái hệ thức thứ hai, chúng ta tìm được là a bằng 4. Vậy từ đó dễ dàng xác định được cái hàm số y bằng 4x cộng 12. Rồi bây giờ sau khi có được cái hàm số y bằng 4x 12 của cái đường thẳng mà chúng ta có trên hình vẽ, thì chúng ta dễ dàng làm câu B. Đây, nếu tổng số tiền bạn Việt phải tốn là 84.000 đồng, thì bạn Việt mua được bao nhiêu quyển tập? Đây, cái điểm trên đồ thị, được chưa? Đã có trung độ là 84, còn vành độ là chúng ta chưa có.
Nhưng mà do cái điểm này thuộc cái đường thẳng y bằng 4x cộng 12, do đó chúng ta dễ dàng giải câu này. Dạ, theo đề bài đang có điểm có vành độ là x, tung độ là 84 thuộc đường thẳng y bằng 4x cộng 12, do đó chúng ta thay vào thì là chúng ta sẽ có cái phương trình 84 bằng 4x cộng 12, và dễ dàng giải phương trình này chúng ta tìm được x bằng 18. X bằng 18, vậy chúng ta có câu trả lời. Vậy bạn Việt có thể mua được 18 viên đồng với số tiền là 84.000 đồng. Dễ dàng không nè? Vậy là các em có thấy hàm số cũng được áp dụng vào việc giải các bài toán thực tế. Rồi, qua ba bài tập này, đó là nội dung mà ngày hôm nay chúng ta áp dụng lại các kiến thức đã học trong chương 2 đại số liên quan tới hàm số bậc nhất. Thì thầy hãy hy vọng rằng qua tiết ôn tập ngày hôm nay, các em đã nắm vững được các kiến thức mà chúng ta đã học trong chương 2. Và kết hợp với cái bài tập ôn kỳ trước, chúng ta nên xem lại. Và bài tập ôn ngày hôm nay, thầy hy vọng các em sẽ có những kiến thức để chúng ta bước vào kỳ thi học kỳ 1 một cách dễ dàng. Chúc các em hoàn thành kỳ thi học kỳ 1 một cách tốt đẹp. Và xin hẹn gặp lại các em ở bài học sau.